Các vựa khoai tây tại đây vẫn nhộn nhịp hoạt động, vựa nào cũng để sẵn một số bao đựng đất đỏ để trộn vào khoai tây ra làm khoai tây Đà Lạt. Ngay cạnh đó, có vài tấn khoai tây vàng Trung Quốc mới rửa xong đang chất đống. Hiện nay, giá khoai tây Đà Lạt mới thu hoạch có giá 18.000 đồng 1 kg, khoai dự trữ lâu ngày có giá trên 20.000 đồng 1 kg, còn khoai Trung Quốc chỉ có giá 10.000 đồng 1 kg. Theo những người có kinh nghiệm, có một vài dấu hiệu phân biệt khoai tây Trung Quốc với khoai tây Việt Nam, đó là củ khoai Trung Quốc có hình thù thon dài, vỏ dày, còn khoai Đà Lạt hình tròn, vỏ mỏng, dễ chảy xước. Trước đó, chiều 15 tháng 6, cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt đã tiêu hủy 26 tấn khoai tây hồng nhập khẩu từ Trung Quốc có chứa chất độc hại chlorpyrifos vượt ngưỡng cho phép tới 16 lần.